Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn lại tiếp tục luận giải về tử vi năm 2020 của những người sinh năm 1974 Giáp Dần. Có thể thấy mỗi con giáp là một biến số khác nhau, có quỹ đạo chuyển động riêng của mình. Những chuyển động này có ảnh hưởng trực tiếp tới công danh, tài lộc cũng như là vận hạn của mỗi con giáp trong năm 2020. Về phương diện tài lộc, tuổi Giáp Dần chi nhiều hơn là thu, các khoản thu nhập sụt giảm, dễ gặp phải cảnh khủng hoảng tài chính. Trong năm Canh Tý, nên tìm cách giữ tiền là hơn, đừng tùy tiện thay đổi công việc, hành sự cũng nên thận trọng. Từ xưa tới nay, ông cha ta vẫn sử dụng thái tuế phù làm bùa may mắn, luôn mang bên mình. Và ngày hôm nay, để tri ân những khách hàng đã và đang theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy May Mắn, chúng tôi xin tặng miễn phí cho các bạn thái tuế phù. Anh chị hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được món quà này nhé. Còn bây giờ các bạn hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu về tuổi Giáp Dần năm 1974. Con giáp này thuộc niên mệnh, bản mệnh nạp âm là Đại Khê Thủy, có ngày sinh từ 23 tháng 1 năm 1974 đến ngày 10 tháng 2 năm 1975. Đầu tiên thì cùng xét về nam mệnh. Tử vi 2020 của tuổi Giáp Dần, con giáp này trong năm không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhiều thế mà cũng bất phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý, Dần thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế Tý Thủy có chính ấn trợ mệnh, tương sinh cho tuế can canh kim, giúp cho bản mệnh gặp thêm nhiều may mắn. Về công danh sự nghiệp thì vận trình sự nghiệp của tuổi Giáp Dần năm 2020, cơ bản con giáp này sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không thể dễ nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm và nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên. Song con giáp này cũng cần phải chủ động và tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ có cơ hội chứ không cho may mắn. Để năm 2020 có chút khởi sắc hơn, Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn thái tuế phù là bùa may mắn cho các bạn tuổi Dần. Hãy nhớ liên hệ với chúng tôi để nhận quà nhé. Ngoài ra thì thái tuế là Tý Thủy, là chinh ấn tinh của tuổi Giáp Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như là thủy lợi, thủy sản hay kinh doanh mặt hàng ẩm thực ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc là tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Sự nghiệp của tuổi Giáp Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Tuy vậy, người tuổi Dần cũng cần phải cẩn trọng vì dễ có tiểu nhân hãm hại, gây điều tiếng xấu. Chính vì thế, hãy thỉnh ngay vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân giúp chiêu quý nhân hóa giải thị phi, tăng cường tài lộc. Có quý nhân phù trợ thì ắt công việc sẽ dễ dàng được như mong muốn. Xét về tài lộc của tuổi Giáp Dần năm 2020, xem vận trình tài lộc tuổi Giáp Dần thì con giáp này có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn, trong năm đường tài lộc khá là tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức độ đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn hơn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ thu lợi về tay, song dù làm gì thì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Để cho công việc kinh doanh của bạn được hanh thông hơn, hãy sử dụng mặt dây thập nhị bát bảo. Thập nhị bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925. Mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật, dùng để tăng phúc đức, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị thần bát bảo là hình tượng của thập nhị địa chi 12 con giáp, trong cùng là âm dương bát quái có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị, giúp cho công việc của bạn hanh thông, lộc tài tăng tiến. Xét về tình duyên, trong năm đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm. Thiên cầu hung tinh, chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, nên hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như là mèo, chó để tránh những thương tích không đáng có. Với nam tuổi Dần, mệnh chủ còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với nữ giới nên tình duyên đã ít lại càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách để tự mình có được cơ may gặp gỡ, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ.
Nam tuổi này có thể thay đổi cách thức tiếp cận và tìm hiểu với nữ giới để tăng thêm đào hoa cho mình, không để cho tình duyên ảm đạm quá mức. Đào hoa là tài tinh, là nhân duyên, nó là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Người tuổi Giáp Dần muốn để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc thì anh chị hãy thỉnh ngay Khổng Tước Phỉ Thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Xét về sức khỏe của tuổi Dần năm Canh Tý 2020 theo ngũ hành thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Song trong năm Thái Tuế mang theo nhiều hung tinh nên có thể cũng sẽ tác động một phần. Mệnh chủ chớ nên chủ quan mà coi thường những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Bạch hổ và tam môn hung tinh đại diện cho tai họa tăng tóc, họa huyết quang, họa lửa, họa nước. Mệnh chủ nên tránh tranh chấp xung đột với người khác, không động khẩu càng không nên động thủ. Hạn chế tham gia các hoạt động hay là trò chơi mạo hiểm, không nên đến nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả để vui chơi. Cũng hạn chế đi đến những nơi âm u, ẩm ướt. Nên tránh gây chuyện với các cơ quan công quyền, các đơn vị xã hội. Trong năm có họa thị phi, giữ mình bình an vẫn là chuyện quan trọng nhất. Để giảm tà khí, sát khí, hạn chế bớt phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe, các bạn tuổi Dần hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại may mắn, tránh được vận đen trong năm 2020. Thứ hai, xét về nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống, đối với cuộc sống gia đình của quý bà trong năm nay không được tốt, gia đình lục đục bất hòa. Nguyên nhân là do tiểu nhân hãm hại, lời qua tiếng lại, không kiềm chế được bản thân dẫn đến những khẩu ngữ gây đau thương cho người khác. Chính vì thế mà người nữ mệnh này cần cẩn thận, chỉnh chu hơn trong lời ăn tiếng nói hàng ngày để tránh được những xung đột không mong muốn. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, sức khỏe trong năm nay quý bà chú ý cẩn thận, bệnh về máu huyết lưu thông không được tốt, cũng hạn chế đi đến những nơi âm u, ẩm ướt. Mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình. Tuổi Giáp Dần hãy dành thời gian dành để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm gia đình vừa hòa giải áp lực cho mình. Xét về phương diện làm ăn sự nghiệp, công việc làm ăn thì bình thường, tuy nhiên không nên mở mang thêm công việc làm ăn. Công việc làm ăn của tuổi Giáp Dần hầu như trong năm 2020 chỉ đủ ăn, tránh làm ăn lớn vì lộc chưa đến. Thậm chí cẩn trọng với những kẻ tiểu nhân muốn hãm hại mình, kể cả là bạn bè có thuyết phục góp vốn làm ăn thì cũng nên cẩn trọng hết mức. Khuyên người nữ mệnh Giáp Dần hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp quý nhân giúp chiêu quý nhân hóa giải thị phi miệng tiếng, có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ in hình 3 con linh vật Dần, Ngọ, Tuất sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Xét về tình cảm thì những người mệnh nữ tuổi Hổ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái. Không phải tất cả những người bạn gặp đều có thể trở thành đối tượng yêu đương, nhưng ít nhất mệnh chủ cũng được tiếp xúc và có cơ hội làm quen, tìm hiểu với nhiều người hơn so với bình thường. Để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái nên thỉnh Khổng Tước Phỉ Thúy. Khổng Tước Phỉ Thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý, cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Giáp Dần năm 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch, tháng đầu tiên năm Canh Tý là khoảng thời gian mà vận trình tuổi Giáp Dần khá ổn định, về tổng thể đạt được mức tăng tiến nhất định. Con giáp này có tín hiệu tốt trong sự nghiệp, phát triển khá thuận lợi theo mục tiêu đề ra. Bản mệnh đủ năng lực để giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ, nhiệm vụ vào tay là xử lý đâu vào đó được cấp trên vô cùng tán thưởng. Về tài vận thì tuổi Giáp Dần có thu nhập vững vàng, tuy đã có thời điểm mất khá nhiều tiền phong bì phong bao, song dần dần trong năm cũng lấy lại được vốn. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch, tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Báo động về sự sụt giảm trong vận trình sự nghiệp của con giáp này. Trong tháng, con giáp này gặp không ít khó khăn trong công việc, thất bại chồng chất, khiến cho bản mệnh dần mất đi lòng tự tin của mình. Trong trường hợp năng lực có hạn, con giáp này nên nhìn nhận rạch ròi sự khác biệt giữa lý tưởng và hiện thực. Hãy sống thực tế, làm việc thực tế. Tử vi tháng 3,
2020 âm lịch. Theo dõi vận trình tháng 3 2020 âm lịch thì người cầm tinh con hổ đang phải đối mặt với sự sụt giảm từ từ trong tài vận của mình. Sức khỏe thì bình bình, không tốt mà cũng chẳng xấu. Dù là vận chính tài hay là thứ tài thì tuổi Giáp Dần cũng không gặp may. Chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra khiến cho thu chẳng đủ bù chi. Đứng trước nguy cơ tài chính lớn nhất từ trước đến nay, có thể bản mệnh sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc trong tháng tìm cách vay mượn, xin trợ giúp của bạn bè và người thân. Về phương diện sức khỏe thì bản mệnh cần lưu ý thêm về cân bằng tâm lý, đừng để áp lực công việc khiến cho mất cân bằng cảm xúc. Tiền bạc và công việc tuy quan trọng nhưng bản thân thấy vui vẻ và hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Hãy học cách suy nghĩ tích cực, lạc quan khi đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 4 âm lịch thì tuổi Giáp Dần đang có khá nhiều biến động trong tài vận. Theo hướng tiêu cực thì tiền của trong túi đang không cánh mà bay. Về công việc, bản mệnh cần phải lưu ý khi xử lý các giấy tờ văn kiện quan trọng, nhất là những bạn làm thư ký, văn thư hay là trợ lý kế toán. Cần tập trung tinh thần khi làm việc, chú ý đến mọi tiểu tiết dù là nhỏ nhất để tránh sai lầm không đáng có. Tài vận của tuổi Dần trong tháng 4 này không ổn, bản mệnh cần phải xác định rõ nguồn thu chủ yếu của mình đến từ công việc chính, không nên tùy tiện mang tiền bạc cho bạn bè vay mượn hay là đầu tư khi bản thân chưa thực sự hiểu. Nếu không làm được như vậy thì tiền chỉ có không cánh mà bay thật. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch. Tiến sang tháng 5 âm lịch thì người tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến tích cực, sức khỏe trong tháng cũng khá tốt. Về phương diện sức khỏe thì tuổi Giáp Dần dù nhiều tuổi không phải chịu sự dày vò của bệnh tật. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần phải lưu ý đến chuyện ăn uống, sinh hoạt điều độ, đừng ham ăn ham uống mà gây hại cho sức khỏe lâu dài. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch. Tháng 6 âm lịch này thì sự nghiệp của tuổi Dần khá ảm đạm, song đường tình duyên so với tháng trước thì lại có phần sa sút. Trong tháng này, công việc của bản mệnh đang gặp nhiều khó khăn, tuổi Giáp Dần dễ bị người khác thêu dệt chuyện thị phi thất thiệt. Trong quá trình làm việc thì bàn bạc, thương lượng với khách hàng, bản mệnh hãy kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, đừng nói năng thiếu suy nghĩ mà mang họa vào thân. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc dây thập nhị bát bảo để mọi việc được suôn sẻ, may mắn hơn. Mệnh chủ có thể đắc tội với khách hàng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như là bị kiện cáo, vướng vào vòng lao lý. Trong cuộc sống thì không phải lúc nào cũng có sự công bằng, bạn đừng mong chờ rằng ông trời lúc nào cũng thương người. Trong chuyện hôn nhân thì những người tuổi Giáp Dần có cái tôi khá lớn, thường vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi cọ xung đột với nhau. Đôi bên lại không kịp thời ngồi lại nói chuyện bàn bạc với nhau nên những hiểu lầm càng về cuối tháng thì càng trở nên sâu sắc, tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà phai nhạt dần. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch, tháng cô hồn năm 2020 không mang tới quá nhiều tin xấu cho tuổi Giáp Dần, mà ngược lại, con giáp này có được con đường sự nghiệp và tài lộc tuy không lớn nhưng cũng có chút dư giả. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Dần có sự linh hoạt và sáng tạo trong cách làm việc, biết cách lợi dụng các mối quan hệ xã giao để tạo ưu thế cho mình trong công việc. Người làm kinh doanh thì sẽ tự tay tạo dựng được không ít cơ hội kiếm tiền, dù là người làm ăn lớn hay là kinh doanh nhỏ thì cũng có được may mắn về tài lộc. Tháng 7 âm, tuổi Giáp Dần sẽ có được nguồn thu như mình mong muốn. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch, vận trình tình cảm tháng 8 2020 âm lịch của tuổi Giáp Dần vẫn không có nhiều điểm báo khởi sắc, sức khỏe của bản mệnh cũng có phần sa sút. Sức khỏe của người tuổi Giáp Dần trong tháng 8 âm có phần kém hơn do thời tiết thay đổi. Thời điểm này thì bản mệnh có việc ra ngoài thì tốt nhất nên cẩn thận, lưu ý khi tham gia giao thông, hạn chế xung đột tranh chấp với người khác, giảm nguy cơ bị ngã, bị thương, vướng vào họa huyết quang. Trong chuyện tình cảm thì mối quan hệ vợ chồng bị nhiều người khác can thiệp, khiến cho tình cảm đôi bên phần nào bị ảnh hưởng, thậm chí đối phương có thể vì thế mà sinh lòng nghi ngờ, hiểu lầm tình cảm của nhau. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch, tiến vào tháng 9 âm, tuổi Giáp Dần không có nhiều biến chuyển trên con đường sự nghiệp. Trong công việc thì con giáp này cần phải sửa thói tự cao tự đại của mình, học cách khiêm nhường cầu tiến, biết cách lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của người khác, nhất là khi góp ý cho bạn.
là người cấp trên, lãnh đạo. Công việc có phần phát triển nhưng cũng dễ bị tiểu nhân hãm hại. Khuyên người mệnh giáp thân nên thỉnh vòng tam hợp để chiêu quý nhân mang tài lộc đến cho mình. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch năm 2020 thì vận trình tài lộc của giáp dần thăng hoa rực rỡ, tài lộc cực vượng, trước giờ không gì so sánh nổi. Sức khỏe của bản mệnh thì cũng đạt được mức lý tưởng, không cần phải lo lắng nhiều. Thời điểm này tuổi giáp dần gặp khá nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, bản mệnh dễ có được nguồn thu bất ngờ, nhất là những người có thói quen mua xổ số cầu may thì khả năng trúng số trúng thưởng là rất cao. Tuy nhiên thì không giữ được lâu vì của thiên thì trả địa. Để cầu phúc đức may mắn nên gia tăng đi chùa chiền ăn chay để kéo thần tài lộc về nhà. Sức khỏe về cơ bản không có vấn đề gì quá lớn, song cần chú ý sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, hạn chế thức khuya sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch, sự nghiệp của tuổi giáp dần tháng 11 này khá tốt, bản mệnh được quý nhân giúp sức nên sự nghiệp càng ngày càng phát triển thuận lợi, khả năng thăng tiến cũng khá tốt. Bản mệnh gặp khá nhiều khó khăn và rắc rối trong công việc, song dù khó khăn tới đâu thì cũng có quý nhân chỉ lối dẫn đường. Dù rắc rối tới đâu thì cũng có quý nhân ở bên gỡ rối, giúp cho mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý thì tuổi dần có vận trình tổng thể khá là ổn, nhất là sự nghiệp và tài lộc có tốc độ tăng tiến cực nhanh. Sự nghiệp của người cầm tinh con hổ có những bước tiến mới, bước đại nhảy vọt thành công, phá vỡ những nút thắt còn tồn tại trước đó, giúp cho bản mệnh từng bước giành được sự tín nhiệm của cấp trên, có thể được ưu ái và trao thêm cho nhiều trọng trách, nhiều cơ hội để thể hiện mình. Về tài vận, trong tháng chạp này, người tuổi dần được thần tài ở bên che chở nên may mắn ngập tràn. Dù có đi đường thôi thì cũng có thể nhặt được tiền rơi. Người làm kinh doanh thì càng có cơ hội hốt vàng hốt bạc. Lợi nhuận tăng vọt, tiền bạc trong tay cũng tăng lên nhiều, không kể xiết. Tử vi 2020 tuổi giáp dần cho thấy sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà tăng tiến, tài lộc cũng vượng. Tuy nhiên thì tình duyên bất thuận dễ xảy ra mâu thuẫn trong gia đình. Ngoài ra trong năm sức khỏe cũng tốt nhưng cũng có điểm báo về tai họa bất ngờ, cần phải cẩn trọng giữ mình. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn trong năm nay thì bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc bát bảo tâm kinh để bình an, hạn chế tà khí. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Theo phong thủy phi tinh 2020 trong năm Canh Tý này, người tuổi giáp dần nên lưu ý đến phương vị chính bắc trong nhà. Ở vị trí này, nếu để đồ đạc lộn xộn thì dễ gây rối loạn các trường khí, dẫn đến những tranh cãi mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài ra thì trong năm nay, nếu đặt bàn ăn hay là sofa ở góc tây nam trong nhà thì cũng nên di chuyển sang vị trí khác, bởi điều này có thể kích hoạt thêm những trường khí xấu, khiến cho quan hệ tình cảm gia đình bị rạn nứt. Tại phương vị tây bắc, cần phải giữ cho mọi thứ gọn gàng sạch sẽ để không khí được lưu thông. Đây là đại tài vị năm 2020, nếu làm không đúng thì tiền kiếm về tài rồi cũng có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Từ đầu năm thì có thể chủ động đi khám sức khỏe toàn diện hay hiến máu nhân đạo để lấy bớt máu ra khỏi cơ thể, giảm bớt những tai họa có thể xảy ra. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi dần thái tuế phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.